Kính chào quý vị, hôm nay mình sẽ dẫn quý vị đi tham quan cái tuyến đường từ chỗ Lê Dũng đi cầu Vành Đai 2 nha quý vị. Hiện tại là mình đang ở đường Lê Dũng tới cái vòng xoay Lê Hồng Phong với Lê Dũng nha quý vị. Thì hôm nay mình sẽ review cái tuyến đường này đi đến đến cái đường Vành Đai 2 của dòng sông Macro nha, cái chỗ gần khán đài đua ghe ngò. Hiện tại là mình đang tới cái vòng xoay của Lê Hồng Phong nha. Bây giờ qua tới cái tuyến đường của Lê Dũng nha quý vị. Cái tuyến đường này là buổi chiều rất là nhộn nhịp nha, đặc biệt là mấy cái hàng quán ở đây rất là đông nha, buổi chiều rất là nhộn nhịp luôn. Hiện tại là cỡ khoảng 5 giờ nha quý vị, 5 giờ do mình tự chạy xe rồi tự quay cho nên có thể là cái chất lượng âm thanh nó hơi ồn nha quý vị. Quý vị xem nếu cái hình ảnh hơi rung lắc với cái âm thanh nó hơi ồn thì quý vị cũng thông cảm nha. Đây, cái tuyến đường này là đường Lê Dũng nha. Mình chạy hơi nhanh chút nha, tại vì gần tới đèn đỏ rồi, để thôi không dừng đèn đỏ quý vị. Ở đây buổi chiều rất là nhiều hàng quán luôn nha. Hiện tại là mình đang ở trên tuyến đường Lê Dũng nha quý vị. Buổi chiều ở đây xe cộ chạy cũng rất là đông nha. Chạy thẳng chút xíu nữa là tới bệnh viện đa khoa rồi nha quý vị. Này là đường Lê Dũng đi xuống dòng xoay Mạch Chi rồi khu đô thị 5A rồi đi đường này nha quý vị. Ở đây bây giờ đường phố thì nói chung là rất là rộng rãi khang trang nha, đặc biệt là buổi chiều rất là đông đúc nha. Đây bây giờ ở bên lề bên phải thì người ta cũng làm cái lối đi công viên cho buổi chiều người dân ra đây để tập thể dục nè quý vị. Đường này bây giờ rất là sạch sẽ, khang trang, rộng rãi. Chạy có khoảng 200m nữa là tới chỗ bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng ha, bên tay phải ha. Cái này là nếu mà rẽ trái là đi vô chợ lớn Sóc Trăng được nè quý vị, cho tuyến đường này. Đây tới cái đường rẽ vô bệnh viện đa khoa Sóc Trăng nè quý vị. Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng ha. Đây là bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng hiện tại là trên bệnh viện hạng 1 nha quý vị, là một trong các bệnh viện hàng đầu của tỉnh Sóc Trăng. Phía trước là cái dòng xoay Mạc Củ Chi á quý vị. Dòng xoay Mạc Củ Chi này đi vô khu đô thị Thủ Thiêm được nha. Đây đối diện là khu đô thị Nam A đó quý vị, đi vô đó được nha. Thêm nữa hội chợ Ốc Không Gốc ở trong đó ha quý vị. Còn cái chỗ đối diện đó là đi xuống cầu Macro. Còn bây giờ mình rẽ bên tay phải để mình đi xuống đường Mạc Đình Chi. 5 đùi gà 15.000 một bịch. Này là đi đường Mạc Đình Chi nè quý vị, đi xuống cầu Mạc Đình Chi đó.
cái này là khu đô thị Đông Mai nè. Mình đi vô khu đô thị Đông Mai chạy thẳng xuống khán đài đường Gia Ngo được luôn nha. Còn bây giờ mình sẽ chạy thẳng đi. Chạy thẳng đường Mạc Đình Chi. Mạc Đình Chi bây giờ nâng cấp lên thì cũng rộng rãi khang trang ha, xe cộ cũng khá là đông. Đường này là đi thẳng xuống Trần Đề được nha quý vị. Chiều ở đây xe cộ đông lắm ha quý vị. Đường lộ bây giờ nâng cấp lên rộng rãi khang trang. Này mình chạy cỡ khoảng một cây số nữa là tới cái đường rẽ qua chỗ cầu Vành Đai 2 nha quý vị. Cầu Vành Đai 2 là cây cầu mới đi vào hoạt động mấy tháng nay, là một trong những công trình trọng điểm của Sóc Trăng nè. Thì cái đường này chạy thẳng xuống chút xíu nữa là tới cầu Mạc Đình Chi nha quý vị. Này chạy thẳng là xuống Trần Đề luôn ha. Đi Trần Đề là đi đường này được luôn nha quý vị. Đường phố bây giờ là rất là rộng rãi. Thì chạy có khoảng một cây số nữa là tới cái đường rẽ qua tay trái là đi cầu Vành Đai 2. Quý vị thấy thấp thoáng xa xa ở phía trước đó là cây cầu Mạc Đình Chi ha. Nói chung từ trung tâm thành phố Sóc Trăng mà chạy xuống tới cái đường rẽ qua cầu Vành Đai 2 thì độ khoảng 5 cây số nha quý vị, độ khoảng 5 cây số. Đây quý vị thấy xa xa phía trước đó là cầu Mạc Đình Chi đó ha. Đây cầu Mạc Đình Chi đây quý vị thấy xa xa phía trước. Đây như vậy thấy phong trang của cầu Mạc Đình Chi ha. Hồi là gần tới cầu Mạc Đình Chi là mình rẽ trái là đi qua cầu Vành Đai 2 nha quý vị. Xin nhắc lại từ trung tâm thành phố Sóc Trăng mà xuống cái đường rẽ đi cầu Vành Đai 2 thì độ khoảng 5 cây số nha. Này khoảng thôi nha chứ không phải chính xác như vậy. Bây giờ mình sẽ rẽ trái nha để mình đi cầu Vành Đai 2. Đây quý vị thấy không? Chạy thẳng là tới cầu Mạc Đình Chi ha. Đây quý vị thấy ha. Bây giờ mình sẽ quẹo bên trái là đi cầu Vành Đai 2 nha quý vị. Đây. Cái này là mình đi xuống chùa Vô Thi Sattaram được nha quý vị. Cái đường này đi thẳng là lên cầu Vành Đai 2. Còn nếu mà hồi tới cầu dốc cầu Vành Đai 2 mà mình rẽ đi tay phải là xuống ngã tư sông Đinh nha quý vị. Quý vị thấy khung cảnh ở đây rất là đẹp ha. Đấy, đồng ruộng đồ thông thoáng ha. Rồi ở đây nói chung là chừng nữa cái khu hành chánh sẽ dời về dưới này đó quý vị. Đây cái khu hành chánh ở đây, khu vực hành chánh ha. Đây là đồng ruộng đồng bao la luôn nha, bát ngát luôn nè. Đây mình sẽ tranh thủ mình chạy nhanh nhanh chút để cho quý vị xem. Thì quý vị thấy thấp thoáng ở phía trước đó là cái khu hành chánh đó quý vị, đã dời một mớ xuống khu vực này ha, gần ngã tư sông Đinh. Thì ở đây thấp thoáng ở phía trước đó quý vị thấy là cái khu hành chánh đã dời xuống phía đó đó. Thì có cái nhà
thi đấu và thể thao rồi ha, xung đó ha. Để hồi tới đó mình quay chỗ vậy xem. Còn cái tuyến đường này là tới hai lần đường nha quý vị. Đây là lần đường đang bên phải nè, giữa con lương rất là bự ha, giữa trồng cây ha, còn bên kia là cái một tuyến đường đó ha, cái đường rất là rộng ha, quý vị thấy cái đường xe đang chạy đó. Đấy, cái khu này bây giờ là quá đẹp ha quý vị. Còn đó là cái khu hành chánh cũng đang xây ha, cái khu đó là sau này công an rồi là sẽ gì đó ha. Còn hiện tại là một số cái khu hành chánh đang về dưới đây nè quý vị, khu hành chánh của Sóc Trăng này. Đây quý vị nào, số cái khu hành chánh đang về dưới đây ha. Đường ở đây rất là rộng, rất là thông thoáng ha quý vị, đồng ruộng bao la luôn. Đấy, còn ở bên tay phải quý vị là cái khu đó là cái khu đang xây, sau này là công an rồi là sẽ về đó ha. Còn đây là một số khu hành chánh của Sóc Trăng đã về đây nha. Còn đó là nhà thi đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng nha quý vị. Đây, có trung tâm triển lãm rồi đó nè. Gần tới đường lên cầu Nhành Đại 2 nha quý vị. Khu vực này rất là rộng ha. Đây nhà thi đấu thể thao nè quý vị. Đây, gần tới đường lên cầu rồi nè quý vị. Tới cái đường lên cầu Vành Đai 2 ha. Đây quý vị thấy không? Tới dốc cầu Vành Đai 2 từ cái hướng mà Tỉnh Chi qua nha. Đây quý vị thấy không? Đây. Đường chạy thẳng là lên cầu qua thẳng là qua Phạm Hùng là cái đường đi Long Phú rồi quý vị. Còn nếu mà ở dưới dốc cầu này rẽ phải thì qua chùa Bembun Thơ Mây 500m. Rồi nếu mà rẽ phải là cái chỗ mà trung tâm văn hóa thể thao hồi nãy mình quay cho quý vị xem đó, cái nhà thi đấu thể thao đó. Đây cái dốc cầu đó ha. Đây, ở dưới dốc cầu, bên phải thì mình đi xuống chùa Bembun Thơ Mây hay ngã tư sông Đinh đó. Còn nếu mà cái dốc bên phải này nè, bên trái này, bên trái là mình chạy ngược trở lại nhà thi đấu thể thao, xuống thẳng xuống chợ lớn được luôn nha quý vị. Đây cái nhà thi đấu thể thao nè. Đây bây giờ mình sẽ lên cầu Vành Đai 2. Cái này cái thành cầu thì giống thịt cái thành cầu của cầu Chữ Y nha. Thành cầu là giống thịt thành cầu của cầu Chữ Y mình đã quay, mình đưa lên chiều nay đó. Cái này ở cái nhịp chính của cầu là có biểu tượng của mấy chiếc ghe ngò ha, hai chiếc ghe ngò hai bên ha, có biểu tượng của hai chiếc ghe ngò hai bên ha. Đây, hai chiếc ghe ngò hai bên nha quý vị. Đây, còn cái hướng ở dưới này là đi thẳng xuống Sóc Trăng, chừng nữa đua ghe ngò là dưới đó ha quý vị.
Còn cái ở bên phải này là đi xuống sông Đinh. Này là chạy thẳng là đi qua chỗ đường Phạm Hùng nha quý vị. Đường Phạm Hùng hay còn gọi là đường đi Long Phú á. Đường đi Long Phú là rẽ tay phải, còn nếu mà rẽ tay trái thì sẽ đi ngược về trung tâm của Sóc Trăng. Bây giờ mình sẽ chạy đi qua đó luôn. Cái đường này bây giờ rất là đẹp ha, đèn đường đồ gắn rất là đẹp luôn quý vị ơi. Đường Đồng Thanh An nha. Đấy, đường Rộng Thanh An nha quý vị, hai làn đường nha, rộng bao la luôn. Đấy, đường đẹp nha quý vị. Để mình chạy qua tới cái điểm giao nhau với cái đường Phạm Hùng hay còn gọi là cái đường đi Long Phú cho quý vị xem nha. Hai làn đường ở chính giữa có một con lươn chính giữa, lươn hay giống như con mương vậy quý vị. Đường rộng thênh thang ha, đèn đầy đủ ha quý vị, rất là đẹp. Gần tới cái điểm giao nhau với đường Phạm Hùng rồi đó quý vị. Đây, chỗ xe cộ đang chạy đó là đường Phạm Hùng nha. Nếu mà mình rẽ về hướng bên trái là mình sẽ rẽ về trung tâm thành phố Sóc Trăng, đi về nội ô thành phố Sóc Trăng được, rồi đi Đại Ngãi được luôn nha quý vị. Rồi đi thẳng lên đường Hùng Vương để đi lên quốc lộ 1A được luôn nha, nếu mà quẹo trái. Còn nếu mà rẽ phải là đi về huyện Long Phú nha quý vị. Đây quý vị, cái này rẽ trái là đi về trung tâm thành phố Sóc Trăng lại nè, đi Đại Ngãi, đi lên đường Hùng Vương rồi đi thẳng lên quốc lộ 1A được không nha, đi Cần Thơ rồi đó. Còn nếu mà quẹo phải thì ôm cua là chạy thẳng đi về huyện Long Phú nha quý vị.